Chúng sanh quy y Phật không đọa địa ngục. Chúng sanh quy y Pháp không đọa ngã quỷ. Chúng sanh quy y Tăng không đọa súc sanh. Nay những con cá chết trở thành thức ăn cho rái cá ti ti, những con cá sống thì trở về với tự nhiên, dù sống hay chết đều được gieo duyên với Đức Phật và đều là những việc đã cố gắng làm để hồi hướng công đức cho những vị Bồ Tát đã ủng hộ tiêu binh giải cứu động vật trong rừng ngập mặn. Đây là một chú rái cá hoang dã được nuôi bảo tồn, và trong khu rừng này hầu như chỉ còn không quá 10 cá thể rái cá như thế này, bởi vì bị con người làm hại và không ai quan tâm bảo vệ. Đó, con cá nào chết là nằm đây là ti ti nó bóc nó ăn hết. Dạ. Đó, anh chị thấy nó bóc nó ăn không? Cứ vậy thôi. Nè, nó thò tay nó lụm nè. Đó, chết là bị bóc lụm hết. Chết là thằng này nó bóc nó ăn hết. Thằng ti ti nó bóc nó lụm nè. Bóc nhầm con đó, cái đuôi nó còn lắc lắc đó không? Ông bóc mấy con này nè ông. Dạ, nó mà bóc lộn mấy con sống em cũng không có cho nó bóc nữa. Chỉ được ăn mấy bạn chết thôi. Bạn này sống nè. Còn yếu lắm. Tỉnh. Mấy bạn sống là đi hết. Cuộc sống một thuyền phóng sanh cá lú một chuyến như vậy lên tới 200-300 ngàn, vì hiện tại chưa có phóng sanh nhiều đến mức như vậy. Mình chỉ dừng ở mức 150 thôi, nên không có bắt hết cá trên thuyền phóng sanh được, nên em không có đi. Dạ, em không có đi lú. Đi chung thuyền thì mình thả hết mà nó nhiều tiền lắm. Nên nếu thả lỗ lắm. Là lỗ tiền em á. Nên hiện tại thì như vậy. Mà đâu 150 một ngày. Mấy con suối nó đã bắt đầu bơi rồi đây.